Con đường mà những người sáng lập Đại học Duy Tân đã chọn chưa bao giờ bằng phẳng, êm ái, trải đầy hoa hồng. Những ngày đầu bắt tay gây dựng Duy Tân với vô vàn công việc không tên, chạm phải vô vàn thử thách. Nhưng tất thảy những điều đó dường như không làm giảm đi khao khát làm nên một sự nghiệp giáo dục của mơ ước của thế hệ Duy Tân đầu tiên. Khát vọng Duy Tân được khơi nguồn từ đây, bao ước mơ, hy vọng, truyền lửa cho thế hệ trẻ, thắp sáng đam mê được bắt đầu từ những năm tháng không thể nào quên ấy. Cái việc hình thành trường Đại học Duy Tân không phải là một sự ngẫu nhiên. Sau chiến tranh thì những người lính từ chiến trường trở về trăn trở với mảnh đất miền Trung rất là lớn, vì đây là một mảnh đất nghèo. Nhân dân miền Trung chỉ có cách là xóa nghèo là phải bằng con đường học vấn. Thì chúng tôi là những anh em từ chiến trường trở về, trên cơ sở những trăn trở đó đã hội tụ lại và quyết làm một cái gì đó cho quê hương, thì nhất là lĩnh vực giáo dục. Phải chăng do sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất miền Trung đầy khắc nghiệt đã giúp những người sáng lập Duy Tân hiểu sự cần thiết của tri thức trong hành trình thoát khỏi đói nghèo lạc hậu? Ấp ủ khát khao phải làm điều gì đó giúp người dân miền Trung vươn lên từ gian khổ. Ngay từ ngày đầu hoạt động, Đại học Duy Tân đã luôn chú trọng đầu tư và phát triển con người, có tâm, có tài cho đất nước, mang sức trẻ phục vụ cho chính quê hương mình. Từ số vốn ban đầu ít ỏi, từ những thiếu thốn mọi mặt về cơ sở vật chất trường lớp, sau 20 năm xây dựng và phát triển, 7 cơ sở đào tạo khang trang hiện đại của Đại học Duy Tân đã trở thành địa chỉ quen thuộc, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên. Với 18 khoa đào tạo, khoa quản trị kinh doanh, khoa kế toán, khoa công nghệ thông tin, khoa xây dựng, khoa kiến trúc, khoa điện tử viễn thông, khoa y, khoa dược, khoa điều dưỡng, khoa du lịch, khoa ngoại ngữ, khoa khoa học tự nhiên, khoa khoa học xã hội và nhân văn, khoa lý luận chính trị, khoa đào tạo quốc tế, khoa môi trường, khoa đào tạo sau đại học và khoa cao đẳng nghề. Đại học Duy Tân là trường đào tạo đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực. Những ngành đào tạo của trường cung cấp nguồn nhân lực đạt đẳng cấp quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và kinh tế, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 20 năm nỗ lực và cống hiến, Đại học Duy Tân đã xây dựng một đội ngũ giảng viên tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Từ con số chỉ vài chục người, đến nay trường đã xây dựng đội ngũ hơn 900 cán bộ giảng viên cơ hữu, trong đó 4,2% là giáo sư, phó giáo sư, 16% tiến sĩ, 51% thạc sĩ và phần lớn số giảng viên còn lại đang theo học cao học. Các tiến sĩ, thạc sĩ của Duy Tân tốt nghiệp từ các trường trong và ngoài nước, đặc biệt một số tốt nghiệp từ các đại học danh tiếng trên thế giới như Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Canada, Hàn Quốc, Vương quốc Bỉ. Để có được cái thành công trong công tác đào tạo thì cái phần quan trọng đó là chất lượng của người thầy. 20 năm qua, Đại học Duy Tân luôn luôn chú trọng vào việc đào tạo đội ngũ. Nhà trường đã chuyển giao công nghệ, chuyển đội ngũ của Đại học Duy Tân sang Hoa Kỳ học tập và nâng cao trình độ. Hệ thống đào tạo và bằng cấp của Đại học Duy Tân khá đa dạng, mang lại nhiều lựa chọn cho sinh viên theo học. Đại học Duy Tân đào tạo các trình độ tiến sĩ 2 ngành, thạc sĩ 4 ngành, đại học 38 chuyên ngành, cao đẳng 16 chuyên ngành, cao đẳng nghề 3 ngành. Hệ liên thông gồm từ cao đẳng lên đại học 7 ngành, từ trung cấp lên đại học 8 ngành, từ cao đẳng nghề lên đại học 3 ngành. Năm 2014, nhà trường đã đào tạo 4 cái ngành thạc sĩ, đó là quản trị kinh doanh, khoa học máy tính, xây dựng dân dụng và công trình công nghiệp, kế toán, và 2 chuyên ngành tiến sĩ, đó là quản trị kinh doanh và khoa học máy tính. Các học viên đã tốt nghiệp hệ cao học, nhất là cái hệ MBA quản trị kinh doanh, thì đã được các doanh nghiệp, các cái đơn vị đánh giá khá tốt, và nhiều học viên đã có sự phát triển và thành công trong lĩnh vực quản lý, trong lĩnh vực kinh doanh và đáp ứng khá tốt các cái công việc về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cái doanh nghiệp, các công ty cũng như là các cái sở ban ngành. Có thể nói là cái quan hệ hợp tác quốc tế của Đại học Duy Tân trong những năm gần đây
đã tạo ra một cái bước nhảy trong rất là nhiều lĩnh vực đào tạo của nhà trường, mà điển hình nhất là khoa đào tạo quốc tế với những cái chương trình trong các mảng công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, du lịch, xây dựng và kiến trúc với những trường đại học hàng đầu trên thế giới như Đại học Carnegie Mellon, Đại học bang Pennsylvania và Đại học bang California ở Fullerton cũng như Cal Poly ở San Luis Obispo. Cho đến nay thì những cái chương trình này nó đã thu hút được gần 3.000 sinh viên ở khoa đào tạo quốc tế. Bắt đầu từ mùa tuyển sinh 2012, Duy Tân đã chính thức triển khai các chương trình du học 2+2, 1+1+2 và 3+1. Thông qua chương trình du học này, sinh viên Duy Tân sẽ có rất nhiều cơ hội được nhận các bằng cấp từ các trường nổi tiếng của Mỹ và Anh Quốc. Chương trình Learning Express được khởi xướng từ năm 2011 và được nối dài cho đến nay. Chương trình này có sự tham gia của sinh viên, giảng viên hai trường Singapore Polytechnic và Đại học Duy Tân. Tham gia hoạt động này, sinh viên có cơ hội thu nhận nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng mềm và khả năng hòa nhập vào nhịp sống năng động trước thềm hội nhập ASEAN 2015. 20 năm hình thành và phát triển với bao thăng trầm, Đại học Duy Tân đã luôn xứng đáng với sự giao phó và tín nhiệm của Đảng, của nhà nước cũng như của toàn xã hội. Nhà trường nhiều lần nhận được các bằng khen, huân chương mà thành phố và nhà nước trao tặng. Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2013, đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm trường Đại học Duy Tân. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước đối với ngành giáo dục nói chung và với hệ thống trường ngoài công lập nói riêng. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2014, Tổng Giám đốc Toàn cầu về phát triển nền tảng và lập trình của Microsoft Joe Wilson cùng đoàn lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Microsoft và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, giao lưu với sinh viên và các ban khai trương trung tâm sáng tạo Microsoft tại Đại học Duy Tân. Hoạt động này có ý nghĩa hỗ trợ và tiếp sức cho các tài năng trẻ, góp phần đưa ngành công nghệ thông tin của Đại học Duy Tân cũng như của thành phố phát triển hơn trong tương lai. Nói đến những thành tựu của trường, không thể không nhắc đến thành tựu về nghiên cứu của giảng viên nói chung và cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao Đại học Duy Tân nói riêng. Một trường đại học thì phải làm thế nào công tác nghiên cứu khoa học là phải tiếp cận được với trình độ thế giới. Và trên cơ sở đó, Ban giám hiệu nhà trường cách đây 3 năm đã quyết định xây dựng một đơn vị nghiên cứu phát triển ở trình độ cao của trường. Ở đó, nhà trường đã mời những tiến sĩ trẻ từ các nước về và tạo điều kiện để cho các tiến sĩ đó có những cái kết quả nghiên cứu khoa học cập nhật với trình độ của thế giới. Những con số ấn tượng về số lượng các đề tài khoa học, các hội thảo, các bài báo trong nước và quốc tế của cán bộ và giảng viên Duy Tân là minh chứng xác thực nhất cho khả năng nghiên cứu ngày càng mạnh của trường. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ trở về nước, thì bản thân tôi có suy nghĩ để tìm kiếm cái môi trường làm việc cho phù hợp với bản thân mình. Thì tôi nhận thấy là trường Đại học Duy Tân là có cái môi trường làm việc rất là tốt. Cụ thể là về cơ sở vật chất, trường Duy Tân có đầy đủ các phòng lab để cho tôi làm việc. Đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu của chúng tôi thì có tuổi đời rất trẻ, có sự say mê, có tố chất nghiên cứu rất tốt. Nếu như năm học 2010-2011, Duy Tân mới có 17 nghiên cứu được đăng tải tại các tạp chí và hội thảo quốc tế, thì đến năm học 2013-2014, con số này đã tăng lên đáng kể với 200 bài báo được đăng tại các tạp chí chuyên ngành, 102 bài báo quốc tế, trong đó 72 bài có chỉ số ISI. Tôi đến làm việc tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao thuộc trường Đại học Duy Tân là từ 2 năm đổ lại đây. Bên cạnh cái chế độ đại ngộ của trường thì chúng tôi có một cái môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp, rất giống với cái môi trường mà chúng tôi đã từng làm việc ở nước ngoài. Nghiên cứu khoa học nói chung và đặc biệt là nghiên cứu khoa học cơ bản thì rất khó đối với các nước nghèo, và đặc biệt là càng khó hơn đối với một trường ngoài công lập. Nhưng mà ở đây Đại học Duy Tân đã có những cái đầu tư rất là bài bản và lâu dài cho nghiên cứu cơ bản. Đây là cái sự hài lòng mà hầu hết chúng tôi và tôi có thể cảm nhận được giống như các đồng nghiệp của tôi. Ngày 28 tháng 7 năm 2014, tại Hội nghị Vật lý Lý thuyết Toàn quốc lần thứ 39 khai mạc tại Buôn Mê Thuột, tiến sĩ Phan Văn Nhâm, Đại học Duy Tân đã được nhận giải thưởng nghiên cứu trẻ 2014 về vật lý. Những năm gần đây, những người con của Đại học Duy Tân đã có thể lấy làm tự hào khi thương hiệu Duy Tân đã trở thành một đại diện cho uy tín, sức mạnh trong ngành giáo dục nước nhà và là một cái tên mới mẻ nhưng đầy tiềm năng trên trường quốc tế.
Năm 2008, sinh viên Tạ Bá Thành Huy và Nguyễn Anh Tuấn đạt giải nhất và giải nhì cuộc thi Olympic tin học toàn quốc. Vào năm 2010, sinh viên Đặng Xuân Nam giành giải nhất duy nhất Loa Thành cuộc thi về kiến trúc và xây dựng. Nguyễn Thu Quỳnh, sinh viên khoa đào tạo quốc tế trường Đại học Duy Tân Đà Nẵng, đã vinh dự là một trong 20 nữ sinh viên công nghệ thông tin tiêu biểu năm 2012 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin và Truyền thông xét chọn. Giải thưởng của sinh viên ở tầm quốc tế, tầm khu vực và quốc gia phản ánh cái chất lượng đào tạo của trường, và cũng từ đó mà người ta biết đến cái Đại học Duy Tân với những cái thiện cảm, cái sự tín nhiệm của xã hội và đã xây dựng được cái thương hiệu của trường. Trong cuộc thi CDIO Academy 2013 diễn ra tại hai trường danh tiếng, Học viện MIT và Đại học Harvard Hoa Kỳ, sinh viên Võ Trương Hoàng Linh và Nguyễn Thế Quỳnh Nhi đã giành giải nhất và vinh dự giành cúp vàng luân lưu CDIO 2013. Chinh phục ban giám khảo với đề tài Mẫu chữ cái năng lượng mặt trời và pin, sinh viên Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Kim Thắng, Đại học Duy Tân và Quyên Nascenti, trường Singapore Polytechnic đã đạt giải nhì cuộc thi. Tiếp nối các thành công, nhà trường cùng đồng hành với sinh viên tham dự cuộc thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ 21 do Đại học Duy Tân đăng cai tổ chức. Duy Tân thực sự tự hào khi sinh viên Nguyễn Quang Hùng đã đoạt giải nhất, Phạm Nam Ngọc đoạt giải nhì và hai giải ba thuộc về sinh viên Phạm Quang Trung và Trần Quỳnh Nga. Tại kỳ thi Olympic vật lý sinh viên toàn quốc 2013, sinh viên Phạm Quang Trung, Lê Tấn Hoàng và Nguyễn Châu Thành đã xuất sắc đoạt giải nhì, Phạm Quốc Hoàng và Nguyễn Thành An đoạt giải ba. Duy Tân cũng đã thắng lớn tại giải thưởng Loa Thành năm 2013, trong đó sinh viên Nguyễn Phương Nam khoa kiến trúc đã đoạt giải nhì với đề tài Quy hoạch chi tiết khu du lịch Hòn La Quảng Bình, và hai giải ba thuộc về sinh viên Hồ Thị Tuyết Nhi khoa kiến trúc với đề tài Cung biển xanh tại Sơn Trà Đà Nẵng, và sinh viên Vũ Đăng Biên khoa xây dựng với đề tài Thiết kế cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình. Tại Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 9 năm 2014, đội tuyển Festival Đại học Duy Tân đã đạt thành tích đáng tự hào với 14 giải thưởng, trong đó nổi bật nhất là Hồ Thu Thanh Thư giành giải nhất nội dung vẽ ký họa, Nguyễn Quang Viễn giành giải nhất nội dung ý tưởng kiến trúc dành cho sinh viên năm 2 và năm 3, Đoàn Thượng Thi, Nguyễn Tạ Thảo Nguyên giành giải 3 ở nội dung kiến phong cách. Tối ngày 11 tháng 5 năm 2014, đêm thi đấu cuối cùng và lễ trao giải cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam 2014 đã diễn ra tại thành phố Nha Trang. Đội tuyển DTU Titan Đại học Duy Tân đã đoạt giải 3 và giải phong cách đã được trao cho đội tuyển DTU CMU 1. Liên tiếp ra mắt các phần mềm ứng dụng thú vị, các lập trình viên và các nhà thiết kế trẻ toàn cầu đang góp phần thiết lập một thế giới đầy bản sắc của sự tiện ích và giải trí cho những người yêu công nghệ. Cuộc thi lập trình trên ứng dụng di động Microsoft 2014 Hackathon 2014 đã được khởi động tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Lần đầu tiên tổ chức tại khu vực miền Trung, sinh viên Duy Tân đã đoạt giải nhất với lập trình trên Windows Phone 8 và chính thức hội ngộ các phần mềm của quốc tế để Microsoft thẩm định và trao giải. Sáng tạo ra phần mềm iKit hỗ trợ sinh viên quản lý học sinh khi sử dụng máy tính, Nguyễn Trần Viết Chương đã đoạt giải nhất ở hội thi phần mềm sáng tạo tin học trẻ thành phố Đà Nẵng, giải 3 ở cuộc thi tin học trẻ toàn quốc năm 2013. Và vào tháng 5 năm 2014, Chương được sang Malaysia tham dự cuộc thi sáng tạo trẻ châu Á và giành huy chương bạc. Cuộc thi thiết kế mô hình nhà chống động đất 2014 Ideas được tổ chức tại Trung tâm Quốc gia về nghiên cứu động đất Đài Loan trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 9 năm 2014. Và ở lần này, đội tuyển Đại học Duy Tân đã xuất sắc mang về chiến thắng ngoạn mục khi vô địch cúp Ideas khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện nay tại Đà Nẵng, Đại học Duy Tân được đánh giá là một trong những trường có nhiều hoạt động ngoại khóa và có sinh viên năng động nhất. Không chỉ tập trung vào chuyên môn, sinh viên Duy Tân được nhà trường tạo điều kiện để tham gia các khóa học kỹ năng cũng như những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa. Những năm qua, nhà trường không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Để có được cái sự hợp tác giữa nhà trường và các doanh nghiệp này, một cái vai trò cái cầu nối đó là vai trò của các cựu sinh viên. Chính các cựu sinh viên là những cái người mà đã giúp cho nhà trường biết được những cái nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp hiện nay, và chính cái việc hợp tác này nó giúp cho các sinh viên có cái cơ hội được trải nghiệm thực tiễn trong cái môi trường của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp, cơ quan đã đánh giá rất cao về kế hoạch phát triển chiến lược trong thời gian tới của Đại học Duy Tân, nhất là trong lĩnh vực hợp tác với doanh nghiệp, cùng đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động. Để có một đội ngũ có chất lượng, thì công tác đánh giá khen thưởng, hay nói một cách khác đi, đó là công tác thi đua của nhà trường, nó chiếm một cái vị trí quan trọng, rất là quan trọng, là động lực để đội ngũ cán bộ giảng viên của trường phát triển ngày một chất lượng hơn.
20 năm đã đi qua với bao thử thách, 20 năm với rất nhiều những trăn trở, 20 năm với nhiều bước ngoặt lớn, 20 năm với những nỗ lực không ngừng. Nhưng đó cũng là 20 năm của những thành công tiếp nối, 20 năm của những tín hiệu vui, 20 năm khẳng định chỗ đứng của Duy Tân trong nền giáo dục nước nhà. Cho đến nay, Đại học Duy Tân là một trong những trường tư thục lớn nhất của miền Trung. Những cái yếu tố mà để cấu thành một cái trường đại học thì nó có rất nhiều. Nhưng mà trước hết phải là những người có tâm huyết với giáo dục. Trong quá trình xây dựng và phát triển thì phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ cấp trung ương là Bộ Giáo dục Đào tạo, chỉ đạo trực tiếp, rồi sự giúp đỡ của địa phương, chính quyền, rồi các tỉnh bạn, và đặc biệt là sự ủng hộ của phụ huynh đối với trường đại học ngoài công lập. Khẩu hiệu hành động cùng Đại học Duy Tân trong nhiều năm qua là tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên. 20 năm qua đã chứng minh rằng con đường mà Đại học Duy Tân đã chọn là sáng suốt, khi con đường đó đã nâng bước cho nhiều sinh viên đi đến thành công. Đại học Duy Tân đã chấp cánh cho nhiều ước mơ bay cao, đồng hành và nâng bước nhiều thế hệ sinh viên trên con đường đi tới tương lai.